là đơn hàng của bạn Võ Lan Hoa. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 289.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một chiếc túi sticker trang trí gồm 50 miếng dán, một phân trang sách vở, một tai nghe chân mèo, một xóa trang trí, một giấy nhớ hình giọt nước, hai giấy nhớ hình con ma, một cây bút hoa hồng, một cây bút son đỏ, một cây bút Gio, một cây bút thỏ cà rốt, một cây bút dưa hấu, một cây bút xương rồng có hoa, một cây bút gôn, một cây bút kính trắng, một cây bút gấu lâu, một cây bút xít nâu, hai bút kim tiêm màu đỏ, một cây bút mèo đốm, một cây bút thương, một cây bút chậu xương rồng, một cây bút súng vàng, 10 chuột bút gồm 6 xanh, 4 đỏ. Và với đơn hàng của bạn thì shop tặng thêm cho bạn 3 chiếc chuột bút, một bút nựu đạn và một quyển sổ mini. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Phần đơn của bạn, bạn có thể sử dụng mã phần đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Võ Lan Hoa. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng có thể xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin chào các bạn.